Ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Oai kiểm tra tính pháp lý vườn sầu riêng phía sau lưng chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. Khi xảy ra sạt lở, 1/4 vườn sầu riêng đã đổ ập xuống chốt cảnh sát giao thông, làm 3 chiến sĩ hy sinh, 1 người dân tử vong. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Oai kiểm tra tính pháp lý vườn sầu riêng phía sau lưng chốt cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc. Khi xảy ra sạt lở, 1/4 vườn sầu riêng đổ ập xuống chốt cảnh sát giao thông, làm 3 chiến sĩ hy sinh, 1 người dân tử vong. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, có nhiều ý kiến nói nguyên nhân vụ sạt lở đất là do nơi đây canh tác sầu riêng. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn phức tạp, trong đó liên quan nhiều đến đặc điểm địa chất, lượng nước tích lũy khi mưa cực đoan nhiều ngày cao gấp 4 lần trung bình của tỉnh Lâm Đồng. Việc kiểm tra tính pháp lý của vườn sầu riêng nằm trong nội dung làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở. Ngay từ đầu, cơ quan chức năng đã thực hiện.